Từ 8 giờ sáng ngày 12 tháng 9, có hơn 10 xe chuyên dụng của quân đội đã đến hiện trường vụ cháy tại công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, cùng 130 cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô và binh chủng hóa học tiến hành tẩy độc. Trước khi dọn dẹp, các lực lượng phải phun nước vào vật liệu cháy dở hoặc phun sương trong khu vực nhà kho để ngăn bụi và mặt sắt thủy ngân bay lên, cũng như giảm nhiệt độ môi trường, bởi từ 30 độ trở lên sẽ khiến thủy ngân bốc hơi. Báo cáo là hôm nay binh chủng hóa học, quân khu thủ đô, viện hóa, Bộ Tư lệnh hóa học và cùng với Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, chúng tôi đã họp và đưa ra những kế hoạch để thực hiện. Cái thứ nhất là đối với quá trình thu gọn, thì thu gom rác thải thì chúng tôi đã được binh chủng hóa học kiểm soát chặt chẽ cái quy trình, cũng như là kiểm soát chặt chẽ toàn bộ những phần khí thải và những khí độc nếu có bốc bay ra ngoài môi trường thì đều được kiểm soát một cách chặt chẽ để cho các khu vực quanh dân cư cũng như trong khuôn viên nhà máy đảm bảo cái môi trường không khí phải được kiểm soát ở ngưỡng an toàn. Bên trong kho, bộ đội của binh chủng hóa học thu dọn cho vật liệu vào bao tải để đưa lên xe của đơn vị môi trường trở đi tiêu hủy. Nhiều bóng đèn chưa vỡ được các chiến sĩ dùng xẻng dằn nhỏ để đưa ra ngoài. Theo quan trắc của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do vụ cháy từ 15,1 kg đến 27,2 kg. Trong đó có 480.000 bóng đèn hình quang bị cháy có sử dụng thủy ngân lỏng, có độc tính cao hơn viên amalgam. Hầu hết lượng thủy ngân trong các bóng đèn đã phát tán ra môi trường cùng với khói và khí thải của đám cháy. Ước tính phạm vi phát tán tối đa của khói khoảng 1,5 km. Phạm vi ô nhiễm khoảng 200 mét tính từ tường rào của nhà kho và theo hướng gió có thể ảnh hưởng đến khoảng 500 mét.